Tối ngày 4 tháng 2 tức 30 Tết Kỷ Hợi, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đi thăm tặng quà động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết đêm giao thừa. Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố Uông Bí, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị đã chủ động triển khai các phương án, biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quân số để đảm bảo Tết an toàn, bình yên và tươi vui cho nhân dân. Ngoài ra, đồng chí cũng lưu ý đơn vị tiếp tục tập trung giải pháp phòng ngừa bắn pháo nổ trái phép trong nhân dân, đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự trong, sau Tết và lễ hội tại Yên Tử. Ngay trên tuyến phố Quang Trung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã gặp gỡ động viên trao quà mừng năm mới các cán bộ, công nhân vệ sinh môi trường, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị thành phố trong ca lao động cuối cùng của năm Mậu Tuất. Đồng chí ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các công nhân vệ sinh môi trường để thành phố được sạch hơn, đẹp hơn, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, đồng thời chúc các cán bộ công nhân cùng gia đình đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc.